Đây này, chú quay sơ lược cho con đưa cho ba coi nè. Con cái này là con cái 4 kg nè, là cái tơ chưa lên giống đó. Cái 4 kg là bố mẹ nó 7,5 kg đó, giống trộn đây với chồng nhập về đúng không? Cái 4 kg chưa lên giống. Rồi con đực này á, con đực này trong thùng nằm là 5 kg nè, nó dài dữ lắm. Đực này 1 mét mấy nè, là con này mới được 1,5 năm, còn tơ luôn đó là 5 kg. Đúng rồi, đây chú quay sơ lược ở trong nhà thôi, còn ở trong ngoài trại á thì ở ngoài xa lắm, ngoài đập ở ngoài nhà. Đây chú quay sơ lược cho coi cái đôi ba nuôi á, thì con bắt cái tầm này nè, nuôi nó nhanh ăn hơn. Giờ cái giống này thì nó lớn con lắm, nhưng mà này con cái 2,8 nè, con cái 2,8, cái sắm ren nè 2,8. Rồi bắt nó thì nuôi, giờ nuôi á, lại nuôi cái 2,5 kg, 2,8 kg, con đực 4,5 kg, 5 kg, là mình nuôi là tới tháng 4 nó lên giống rồi mình nhanh có chồng con hơn. Này con đực này là bố nó 8,5 kg mà nó mới được 1,5 năm nè, là nó 4,5 kg. Bây giờ có nuôi á, mình bắt nó được 4,5 kg nè, thì cái 2,5 kg hoặc 2,8 kg thì mình nuôi nó ngon hơn. Rồi mình bắt 1 ký 8 với 2 ký nuôi nó nhanh lên giống hơn, mà mình chích nó ngừa ca rê 2 đợt rồi nó nuôi nó vững hơn. Là con cái này 2,5 kg nè, cái giống này là bố nó 7-8 kg một con thôi mà. Còn con cái bên đây á, cái này 2,8 kg nè đó, 2,8 kg. Giờ bắt cái thí dụ như bắt 10 con, mình bắt một con đực 4,5 kg hoặc 5 kg, mình bắt ba con cái 2,5 với 2,7 là mình nuôi là đạt rồi. Rồi vậy ha, rồi con có bắt tròn thì nói ba đi rồi để chú.